Ngay vừa rồi, Elon Musk lại một lần nữa tiên đoán về tương lai, nhưng lần này không giống như trước. Trong buổi phỏng vấn video tại CES năm 2025, ông không nói về tương lai xa xôi mà giải thích chi tiết cách AI, robot, lái xe tự động và giao diện nao máy sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta trong vòng 3 đến 4 năm tới. Cuộc phỏng vấn chứa lượng thông tin khổng lồ và tôi đã tóm tắt 5 điểm chính sau. Một, AI vượt qua giới hạn kiến thức của con người. Musk cho biết vào năm 2024, AI đã học hết toàn bộ kiến thức của loài người, không còn dữ liệu nào có thể khai thác. Hiện tại, AI đang tự học thông qua dữ liệu tổng hợp, vượt qua ranh giới kiến thức của con người và tự tạo ra tri thức mới. Trong 3 đến 4 năm tới, AI có thể hoàn thành mọi công việc trí óc và bước vào thế giới thực thông qua robot. Khi công nghệ AI và robot được hoàn thiện, chúng sẽ có khả năng làm tất cả mọi việc mà con người có thể làm. Lúc đó, công việc đối với chúng ta chỉ còn là một sở thích chứ không phải để kiếm tiền. Hai, robot Optimus và kế hoạch mở rộng sản xuất. Về robot Optimus, Musk tiết lộ kế hoạch mở rộng sản xuất trong 3 năm, năm 2025, sản xuất vài nghìn robot để thử nghiệm trong nhà máy Tesla, năm 2026, sản lượng tăng lên 5 đến 10 vạn chiếc năm 2027, năng suất đạt 50 vạn chiếc. Musk nói, mỗi người sẽ cần ít nhất 2 robot, một cái đi làm thay và một cái làm bảo mẫu. Khi AI và robot tiếp quản tất cả công việc, chúng ta sẽ không phải nhận trợ cấp thất nghiệp mà sẽ bước vào kỷ nguyên thu nhập cao phổ biến. Điều này đồng nghĩa với việc ai cũng có thể sống cuộc đời của một người giàu. 3. Lái xe tự động cấp độ L5. Trong quý 2 năm nay, Tesla sẽ đạt được khả năng lái xe tự động cấp độ L5, an toàn hơn cả tài xế chuyên nghiệp. Cuối cùng, độ an toàn của hệ thống lái xe tự động sẽ cao gấp 10 đến 100 lần so với con người, gần như loại bỏ hoàn toàn tai nạn. Tesla sẽ đạt mục tiêu này thông qua các bản cập nhật phần mềm, nên các chủ xe cũ không cần phải thay xe. Musk còn khẳng định, hệ thống này có thể hoạt động bình thường ngay cả trên sao hỏa. 4. Kế hoạch đưa tàu vũ trụ đến sao hỏa. Về sao hỏa, Musk cho biết sẽ phóng tàu vũ trụ đầu tiên không người lái trong vòng 2 năm tới. Vì sao là 2 năm? Bởi vì quỹ đạo trái đất và sao hỏa chỉ đồng bộ một lần mỗi 2 năm. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ tập trung vào việc hạ cánh thành công mà không tạo ra một cái hố mới trên bề mặt sao hỏa. Nếu nhiệm vụ đầu tiên thành công và lần đồng bộ tiếp theo có thể sẽ đưa con người lên sao hỏa. Nếu tiếp tục thành công, kế hoạch sẽ mở rộng theo cấp số nhân với hàng nghìn tàu vũ trụ hướng đến sao hỏa. Musk nói rằng cảnh tượng này sẽ rất ngoạn mục, giống như một hạm đội thuộc địa trong phim khoa học viễn tưởng, tạo thành những chấm sáng lấp lánh trong không gian. 5. Giao diện não máy thế hệ thứ 2. Phiên bản thứ 2 của giao diện não máy Neuralink đã tăng số lượng điện cực, nâng cao băng thông và kéo dài tuổi thọ pin. Năm nay, dự kiến sẽ cấy ghép cho 20 đến 30 bệnh nhân. Mục tiêu của phiên bản này là giúp người mù có thể nhìn lại. Ngay cả những người bẩm sinh không có nhãn cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới thông qua kết nối với vùng thị giác của não bộ. Musk cho biết, đây chỉ là sự khởi đầu. Trong tương lai, giao diện não máy sẽ nâng cao đáng kể khả năng xử lý thông tin của con người, tăng tốc độ giao tiếp lên hàng triệu lần. Khi AI vượt xa con người, giao diện não máy có thể trở thành con đường tiến hóa duy nhất của chúng ta. Thời đại người và máy hợp nhất sắp đến gần.